Gia đình em mến chào cả nhà đến với kênh Emily Cuộc Sống Pháp. Hôm nay thì gia đình em sẽ ăn lẩu vịt nấu chao. Đây là một con vịt rất là to, rất là bự luôn nha cả nhà. Đây thì ông xã em đang rửa gừng nè, để bắt nước lên đặng trụng con vịt sơ qua. Là cái nước nào mình có để gừng vô nè cả nhà. Sau đó thì để một chút xíu giấm nữa, đặng trụng sơ cái bề da vịt rồi đó, để cho nó không có hôi lông, với lại nó bị hôi cái dịch trong mùa dịch. Để bắt đầu để giấm vô. Dịch nó to quá cho nên để được một khúc thôi. Đó, sau đó mình mới trở lại phía bên đây, trụng cho nó đều cả nhà. Đó, thịt không mà con dịch này nó bự mà nó thịt không à. Quá trời luôn. Giờ bắt đầu mình trở qua rồi nè, trụng bên phía bên kia. Wow, được chưa, con vịt này là biết thịt nhiều cỡ nào luôn nha cả nhà. Quá xá luôn, bự luôn. Đây thì phần vịt đã chặt xong rồi nè cả nhà. Bây giờ mình bắt đầu mình sẽ ướp. Thì ở đây là có tỏi với củ hành tím mình đã xay cho nó nhuyễn rồi. Đó, phần ở đây thì có là chao. Mình xay là chao này nó béo. Rồi mình sẽ dùng muối đường bột ngọt với lại một chút xíu dầu dầu hạt điều nha cả nhà, để cho cái màu nó đẹp nữa. Rồi bắt đầu mình sẽ ướp nha. Đây em có bột sa tế nha cả nhà. Đây tế tế bột nè, em để một chút xíu cho nó thơm á. Đó, một chút xíu sa tế bột, chút xíu, một chút xíu là tỏi với hành tím nè. Em xay cả nhà, em bỏ chút xíu tỏi với hành tím vô cho nó thấm, cho thơm nha. Rồi sau đó em sẽ để muối đường bột ngọt nha. Rồi muối đường bột ngọt, thành phần muối đường bột ngọt em pha cùng nhau, cho nên em để hai đường, một muối một bột ngọt nha. Đó, em ướp cho nó thấm. Rồi, đầu em sẽ để chao vô nha. Đó, nước chao nè. Rồi thì em để sa tế bột có cả nhà thì nó không có cay. Đây là hũ sa tế em làm nè. Thì em sẽ để một chút xíu vô đặn cho nó ngon chút xíu. Nó hơi the the chút nó sẽ ngon hơn. Đó, thì em để một chút xíu thôi. Không dám để nhiều, tại để nhiều sẽ cay quá, mấy đứa con của em nó ăn không được. Đó, cho nên em để một chút xíu sa tế. Bắt đầu em sẽ trộn lên nha. Đó, em để chao nè, một chút xíu mà hạt điều nè. Đó, củ hành với tỏi với bột sa tế. Bắt đầu em trộn lên để cho khoảng 45 phút để cho nó thấm nha cả nhà. Rồi sau đó em mới bắt đầu nấu. Rồi, em sẽ trộn. Chao đây em sẽ bóp cho nó nhuyễn ra. Đó. Em dùng găng tay để em bóp. Lâu rồi gia đình em cũng không ăn vịt nấu chao. Hôm nay sẽ nấu vịt nấu chao. Đây, vịt nấu chao em đã ướp xong rồi. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Em sẽ nấu nha cả nhà. Bây giờ em để dầu nè. Để dầu với lại chút xíu mà hạt điều vô. Sau đó em sẽ xào cái này. Bây giờ em để cho cái lửa nó hơi nóng chút xíu nha. Đó, cho lửa nó nóng một chút. Thì bắt đầu em cho một chút xíu xả để cho nó thơm nha. Chút xíu xả. Lại một chút xíu hành tím với lại tỏi. Đó, em cho bỏ vô cùng nha. Em xào cho nó thơm lên. Để cho nó ngon. Dặn lửa gì vừa vừa thôi nha cả nhà, dặn mạnh quá thì nó sẽ bị khét, nó bị vàng á, vàng lẹ. Đó, cái lửa nó lên khói quá trời chưa. Bắt đầu nó vàng rồi nha cả nhà, được rồi nè, thơm rồi nè. Bây giờ em sẽ đổ cái nồi này vô. Tại vì em vừa quay á, mà vừa làm á, cho nên hơi khó, cho nên em bỏ qua cái này nha. Em đổ vô trước rồi em quay lại cho cả nhà xem ha. À, bây giờ em đổ vô rồi, bắt đầu em sẽ làm nha. Sẽ trộn lên nè.
chỗ này cho nó đều, tại vì em bật cái đèn á, đèn lên cho nó sáng lên cho cả nhà dễ thấy hơn. Đó, như vậy nè, rồi em sẽ trộn lên cho nó đều, đều nó mới ngon, trộn lên cho nó đều mới ngon. Đó, chuyện hấp dẫn đó, chưa thấy, chưa có ăn mà đã rụng rồi. Cây chắc mình đã rụng, chưa chín mà đã rụng rồi. Ăn phun má, lấy phun ra ra. Thấy cái nồi nè, chiều khỏi ăn gì đúng không? Để bắt cho nó sôi lên cái nữa. Nồi thịt nó cũng đã săn từ từ rồi nè. Em để cho nó thiệt là săn lên luôn, em mới đổ nước vô nha. Với cả nhà ở Việt Nam á, tại nước dừa nhiều á, nấu này bằng với nước dừa rất là ngon luôn. Nó ngọt nước dữ nữa, nó ngon nữa. Để đây em xài có ít nước dừa thôi, không có xài nhiều. Em xài nước lạnh á. Bây giờ em để cho nó săn chút xíu nữa, em đổ nước vô. Còn phía này thì đây là khoai môn nha cả nhà. Bây giờ em sẽ cắt nó ra rồi em rửa rồi em chiên lên để nấu. Chiên lên nấu thì nó không có bị bể, dễ bể hơn á. Em sẽ đổ nước vô cho cả nhà. Cái này là em nấu nồi nước nóng á, em đổ vô để cái mình được không có mất thời gian nhiều nữa, với lại nó ngon nữa tại cái đang độ nóng á. Đó, còn phía bên đây em đang bắt cái chảo để em chiên khoai môn. Tại em đang mở cái ớt á, đặng cho nó hút cái hơi á cả nhà, cho nên nó bị hơi ồn chút xíu nha, cả nhà thông cảm nha. Tại em sợ nó hôi nhà đó, cho nên em có hút hơi đó. Có nước dừa với lại nước bình thường em đổ cùng vô luôn nè. Thì cái nồi đẹp chưa, bắt đầu sẽ nấu lên cho nó sôi để cho nó chín thôi. Em đã cắt xong cái khoai môn rồi nè cả nhà. Bây giờ em sẽ bắt đầu chiên. Đó, em sẽ bỏ vô chảo chiên từ từ, em không muốn dặn lửa mạnh á. Bỏ vô xong rồi dặn lửa mạnh lên một chút xíu, sợ nó bị văng. Nhìn rất là ngon. Khoai mô cuộn rơi kiểu này cả nhà, nó rất là dẻo luôn. Tại em mua loại nhỏ nhỏ nó cực nữa, mình làm cái loại nhỏ nó cực, mà cắt da đồ nhầm chỗ thì nó có bột nhiều, nhầm chỗ thì nó bị sượng rồi nó không có được ngon á. Mình xài loại này thì nó ngon hơn. Đó, loại này em chiên hết cái này, chiên cho nó vàng nha cả nhà, không cần phải vàng lắm, miễn cho nó vàng là được rồi. Nó bao bọc dòng ở ngoài đây nè, để lúc mình nấu nó không có bị bể da rồi nó bị chền á. Nếu mà không đủ vàng nó bị chền, để gì nấu á thì cái nồi nước lẩu của mình nó sẽ bị chền, không có ngon. Đó, để gì là làm nó ngon hơn. Thịt vịt em giờ nó đã mềm rồi nha cả nhà. Bây giờ em sẽ bỏ môn vô. Đây là một cái dĩa môn hồi nãy em chiên nè. Bây giờ em sẽ để vô thịt vô nha. Sẽ từ từ em để vô một lần luôn. Rồi, tại em vừa quay mà em vừa làm á, cho nên em để vậy luôn cho nó gọn. Đó, môn kiểu này thì nó sẽ không bao giờ nó nát luôn. Đó, em sẽ quậy lên em để khoảng 15-20 phút nữa, để cho nó thấm vô cái môn mới nha cả nhà, nó mới ngon. Đó, thịt nó nè. Vậy là được rồi, giờ em nêm nếm lại coi nó vừa ăn chưa nhé. Thì bắt đầu em sẽ làm sốt chấm vịt nấu chao nha cả nhà. Đây thì có sả nè, em sẽ để tỏi vô nữa. Đây có trứng với tỏi nãy em làm còn nè, em sẽ để tỏi vô. Chao em đã cán xong rồi nè cả nhà. Sau đó em sẽ để sa tế. Đây sa tế của em làm nè, thì có chỉ có sả với lại ớt thôi, không có gì khác trong đây, chỉ tỏi thôi. Thì giống như cái này thôi, em xài sa tế để vô nhiều ít do mình thôi. Đó, có mèo lên đẹp chưa. Sau đó em sẽ để đường. Đường thì cả nhà cao số lượng ăn ngọt mặn gì gia đình niêm cái cu gia đình ăn á.
cái đường đây, đẩy đường, sau đó em sẽ để chanh vô nữa là xong. Đó, để đường vô đánh gì nè, quậy cho nó tan. Làm cái này trước, sau đó mình cho nó tan được, sau đó mình mới để chanh vô nha. Để chanh sau chót nhất, tại để trước thì mình quậy nó sẽ ra bọt á. Đó, như vậy là xong rồi nè. Sẽ để chanh vô. Hạn chanh vô. Bây giờ thì em sẽ múc ra này nha cả nhà, tại vì vịt nấu chay em đã nấu chín rồi đó. Đây là khoai môn nè, đó, thịt đồ rất là nhiều luôn. Giờ múc xong bắt đầu sẽ qua bên phía bàn bên kia ăn. Bây giờ thì nồi lẩu em đã dọn qua bên phía bàn bên đây để ăn rồi nè cả nhà. Thì ở đây thì em có rau tần ô nè, rau mồng tơi, với lại rau muống. Tại ở nhà thích ăn mấy cái loại rau này, với lại sẵn tiện là mùa hè bên em á cả nhà. Rau cải thì nó rẻ, vô mùa đông nó mắc lắm. Vậy thì em mời cả nhà ăn cùng với gia đình em. Vậy thì em kết thúc video, em chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Bye cả nhà, hẹn video tiếp theo.